Chào các bạn nha, đây là farm cà chua ở tại Úc. Hôm nay mình có dịp đi đến farm để quay cho các bạn xem cái cách người ta trồng cà chua ở tại Úc. Và như các bạn nhìn thấy ở dưới mỗi một cái dãy, các bạn thấy cà chua nó rất là nhiều, nằm ở ngay đường đi mỗi một cái dãy cà chua. Thì đây là những quả cà chua người ta bỏ, chứ cái trái nó vẫn còn nguyên, nó không có bị sâu bị hư gì hết á. Nó chỉ là không có đẹp, hoặc là nó size nó nhỏ, không đạt yêu cầu thì bị lặt bỏ hết như thế này. Những cái trái đạt tiêu chuẩn á, thì người ta hái vào người ta bỏ cho các cửa hàng, cho shop. Còn những trái như thế này người ta bỏ, hoặc là người ta bán cho những người mà đi mua cà chua về để người ta làm sốt cà chua đó. Thì quay cho các bạn xem sơ lược cái cảnh farm cà chua ở Úc. Và bây giờ mình đi lại gần mình xem các nông dân Úc mà người ta đang thu hoạch cà. Đây là chiếc xe tự chế để thu hoạch cà chua. À, khi mà ngồi lên đây thì xe sẽ tự chạy. Mình chỉ cần mình ngồi lên và mình hái cà chua thôi. Thì mình không phải đứng, nó có đỡ mỏi chân. Chừng nào mình muốn ngừng thì anh chị này bấm nút và chiếc xe này nó ngừng lại. À, thì những quả cà chua này người ta hái những quả mà nó không có đạt size, không có đạt tiêu chuẩn á, thì ta sẽ bỏ. Còn những quả nào hoặc đạt tiêu chuẩn á, thì người ta bỏ vô thùng và đem vô kho. Thích mà. Này là dục hết luôn đó ha anh. Tại mình không dục lên, mình bỏ vô nhiều lên nhà máy á. Cái máy nó lựa nó đá ra cũng vậy. Đi chợ cũng chở lên cho khác lựa, mà nó lựa mình bỏ mấy cái đó ra nó mình phải sợ. Mà máy nó lựa là nó theo size hay là sao? Vậy nó lựa theo size, có màu luôn, lựa theo màu. Bỏ không có đúng á. Dạ. Rồi nó đá ra nó. Này em đi ra shop á, nhiều khi mấy cái trái như vậy nó có thẹo chút á, là 4 đồng ký. Nhưng mà cái này nhiều khi mình lấy cũng một thì bên đó nó lừa là nó đá cái này ra, là mấy này chủ hư rồi đó. Bởi vì em thấy cà bỏ đường kiểu này là mình sốt lắm, nhưng mà bắt buộc phải bỏ. Đúng rồi. Có bữa bị hai cây mưa nữa mà cái cà nó nứt vòng vòng mà cà bự luôn, cũng phải bỏ. Các bạn nhìn thấy không, cà chua của mình ăn, mình ra shop mình mua thì người nông dân phải trải qua rất là nhiều công đoạn, từ trồng, chăm sóc, phân bón, phải trải qua thời tiết khắc nghiệt ở Úc nữa, rồi phải thuê nhân công để hái, rồi phải trừ hao những cái sâu bệnh, tiền thuốc, tiền phân, đủ thứ chi phí hết. Rồi mới đem ra sản phẩm ra shop cho mình ăn. Cho nên người nông dân lúc nào cũng cực khổ hết á. May mắn thì được mùa, có được lời. Còn năm nào mà không được mùa, không được trúng giá đó, thì năm đó coi như làm công không à. Để mình vô kho cho các bạn xem. Đây là cà chua đấy, người ta được chọn đó, là loại này nè. Các bạn nhìn thấy cái màu nó vừa chín đỏ, nó còn màu xanh đó. Thì cái loại này bắt đầu để trong đây thì vài tuần sau nó còn đỏ nữa. Còn những cái quả mà đang đỏ như thế này, như các bạn thấy đó, là những quả này là không có được, không có ai mua nữa rồi, nó quá chín rồi. Những quả như thế này nó mới được lựa chọn à.
Nhưng mà để hái như thế này thôi, nhưng mà còn qua máy lựa lại nữa. Những cái nào không đặt sai á, nó sẽ bị đẩy ra hết. Còn những loại này là chỉ bán cho những người mà người ta đi mua về để người ta làm sốt cà đó. Cái này là bỏ. Các bạn nhìn thấy. Nhưng mà trước khi bán là người ta không có lựa lại trái nguyên nữa. Những trái mà hư dập coi như là bỏ hết luôn á các bạn. Những quả cà chua đỏ như thế này không bán được, nhưng mà người chủ vẫn phải thuê người làm để thu hoạch hết những cái quả cà chua này, vẫn phải trả công cho họ, mặc dù không có còn bán được. Hôm nay mình lên đây mình lấy một ít cà chua chủ farm cho những cái quả mà sai nó không có được đẹp nhưng mà vẫn còn ngon các bạn, để biếu cho chùa. Thì mình lấy một ít sẵn mình quay cho các bạn xem, chia sẻ cho các bạn biết farm cà chua ở tại Úc như thế nào ha. Cảm ơn các bạn.